Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong hơn một tháng qua đã có khoảng 4.000 bệnh nhân đã đến phòng khám hậu Covid-19 của bệnh viện do những di chứng mệt mỏi, khó thở, mất ngủ và rụng tóc. Đặc biệt có đến 50% có kết quả xét nghiệm trần đoán hình ảnh phát hiện bất thường về tim mạch phổi như viêm phổi, sơ phổi, suy hô hấp cấp và mạng tính, đông máu gây nên nguyên nhân à, tắc mạch máu phổi, tĩnh mạch, đột quỵ. Đây là những biến chứng nặng nề nguy hiểm cần phải can thiệp ngay cũng như điều trị lâu dài. Cũng theo thống kê của bệnh viện, có khoảng 80% bệnh nhân mắc di chứng với các triệu chứng dai dẳng đặc trưng kéo dài một vài tuần đến 3-4 tháng. Nhất là mệt mỏi, khó thở, rụng tóc, hồi hộp, tim đập nhanh. Nhiều người bị thêm tình trạng rối loạn lo âu, trầm cảm, buồn chồn, gây mất ngủ và mau quên, không tập trung. Những di chứng về tâm thần kinh các bác sĩ cho biết đa phần bệnh nhân phục hồi sức khỏe sau khi điều trị các triệu chứng hậu COVID-19, một số thống kê cho thấy bệnh nhân không điều trị vẫn có cải thiện, song cần nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân bị biến chứng nặng không được điều trị kịp thời có thể trở thành di chứng vĩnh viễn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu hay khảo sát nào về tình trạng di chứng COVID kéo dài cũng như số liệu về những người bị di chứng trong cộng đồng. Những con số hiện nay chỉ mới dựa vào ghi nhận tại thực tế khám chữa ở một số bệnh viện. Một số bác sĩ cho biết di si chứng hậu Covid-19 thực sự là mối lo lớn bởi nếu bệnh viện bệnh nhân đến bệnh viện muộn, phổi không phục hồi thì nguy cơ phải phụ thuộc vào máy tạo oxy suốt đời.